Giá cổ phiếu BMP đã tăng hơn 50% chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng với khối lượng khớp lệnh kỷ lục và đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2021 đến nay. Vậy điều gì đã khiến cho cổ phiếu BMP tạo ra sức hút trở lại? Điều này sẽ được tôi lý giải trong video ngày hôm nay. Trước tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu qua về tổng quan của doanh nghiệp này. Thì công ty cổ phần nhựa Bình Minh có mã chứng khoán là BMP, được thành lập vào năm 1977. Nhựa Bình Minh chuyên sản xuất các sản phẩm ống nhựa xây dựng được sử dụng để lắp đặt các hệ thống đường ống trong các công trình dân dụng và hạ tầng. Năm 2006, Nhựa Bình Minh chính thức niêm yết trên sàn giao dịch HOSE với mã chứng khoán là BMP. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13 tháng 6 năm 2023, BMP được giao dịch với thị giá là 92.000 đồng một cổ phiếu và đạt mức vốn hóa là hơn 7.500 tỷ đồng sản phẩm chính của BMP là ống nhựa với ba chất liệu chính đó là ống nhựa polyvinyl chlorua có tên viết tắt là PVC và ống nhựa chịu được áp lực và độ nhiệt cao hơn là polypropylene có tên viết tắt là PPR. Hai loại ống này thì được dùng chủ yếu trong các công trình xây dựng dân dụng. Loại thứ ba là ống nhựa HDPE được dùng chủ yếu trong các công trình hạ tầng. Xét trên tính ứng dụng thì ống nhựa PPR là loại chịu được nhiệt và áp suất có tuổi thọ cao nhất, sau đó là đến HDPE và cuối cùng là PVC. Đây cũng là những thông số về loại nhựa mà quý vị có thể nhìn thấy ở đáy của mỗi chai lọ nhựa trên thị trường. Ngoài nhóm sản phẩm ống nhựa chiếm khoảng 85% cơ cấu doanh thu của BMP thì 10% doanh thu còn lại đến từ phụ tùng ống nhựa. Bên cạnh đó thì BMP cũng cung cấp các sản phẩm khác như là bình phun thuốc trừ sâu và mũ bảo hộ lao động với tỷ trọng doanh thu không đáng kể. Cạnh tranh với BMP trên thị trường ống nhựa hiện nay có thể kể đến là nhựa tiền phong. Hoa Sen với sản phẩm là ống nhựa Hoa Sen hay là tập đoàn Tân Á Đại Thành với sản phẩm ống nhựa là Strawman. Về cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp này thì cổ đông lớn nhất nắm quyền chi phối nhựa bình minh với tỷ lệ 54,9% là Nawa Plastic. Công ty mẹ của Nawa Plastic là tập đoàn SCG Thái Lan. Đây là tập đoàn hoạt động ở ba lĩnh vực chính là hóa dầu, bao bì và xi măng. Thâm nhập vào thị trường Việt Nam từ năm 1992 cho đến hiện tại thì SCG còn nắm cổ phần tại nhiều doanh nghiệp khác như là TPC Vina, Nhựa Minh Thái, công ty giấy Craft hay là công ty bao bì Tân Á. Cổ đông lớn thứ hai nắm giữ hơn 11% cổ phiếu của BMP là quỹ ngoại KWE và Tổng Giám đốc Nguyễn Hoàng Ngân chỉ nắm khoảng 0,76% cổ phần của BMP. Đến với hoạt động kinh doanh của BMP thì đầu tiên tôi sẽ đi vào phần được đông đảo nhà đầu tư quan tâm nhất đó là tổng quan về bức tranh doanh thu lợi nhuận của doanh nghiệp này. Theo dõi trong bảng thì quý vị có thể thấy diễn biến doanh thu của BMP khá đều đặn trong vòng 6 năm trở lại đây. Mặc dù là ngành sản xuất ống nhựa ở Việt Nam là ngành tương đối cạnh tranh và nhựa bình minh thì không có một mức tăng trưởng đột biến. Nhưng một điều đáng ghi nhận ở doanh nghiệp này là vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh thu vào năm 2020 và chỉ giảm 2,8% doanh thu vào năm 2021, trong khi đây là quãng thời gian nước ta bị ảnh hưởng mạnh nhất của dịch Covid. Về lợi nhuận thì sau khi giảm sâu gần 60% và năm 2021 thì hoạt động kinh doanh của BMP đã hồi phục trở lại vào năm 2022 với mức tăng trưởng doanh thu đạt 27,6% và lợi nhuận dòng đạt 223,9%. Có thể thấy kết quả kinh doanh hàng quý của BMP tăng trưởng khá ổn định. Doanh thu của BMP thì chỉ bị sụt giảm mạnh vào quý 3 2021 là thời điểm căng thẳng của dịch Covid nhưng BMP đã nhanh chóng đưa doanh số tăng trưởng trở lại vào quý 4. Tuy nhiên là do dễ biến dáng nguyên vật liệu tăng mạnh nên lợi nhuận của doanh nghiệp đã liên tục lao dốc với mức giảm hơn 540% vào quý 4 năm 2021. Tiếp theo đây, để hiểu rõ hơn về những biến động trong kết quả kinh doanh của BMP, tôi sẽ cung cấp cho quý vị về chuỗi giá trị sản xuất của doanh nghiệp và những biến số đầu vào, đầu ra tác động thế nào đến lợi nhuận của BMP. Quý vị có thể theo dõi chu trình sản xuất ống nhựa xây dựng của BMP theo hình minh họa sau. BMP dùng nguyên liệu chính là hạt nhựa nguyên sinh bao gồm các chất liệu là PVC, HDPE và PP. Các hạt nhựa sẽ được đem kết hợp cùng với một số chất phụ gia khác, đem xử lý nung chảy tạo hình để ra sản phẩm hoàn thiện cuối cùng là ống nhựa tương ứng với ba chủng loại là PVC, HDPE và PP. Đi sâu hơn và phân tích chi phí sản xuất, có thể thấy chiếm tỷ trọng lớn nhất trong chi phí sản xuất của BMP là chi phí nguyên vật liệu, đóng góp khoảng gần 80% vào trong cơ cấu chi phí. Cụ thể hơn thì tỷ trọng các hạt nhựa trong nguyên liệu chính của BMP được đóng góp phần lớn là hạt nhựa PVC. Đây là nguyên liệu chính để làm ra sản phẩm ống nhựa PVCU là sản phẩm lớn nhất của nhựa Bình Minh. Điều này cho thấy biến động giá hạt nhựa nói chung và đặc biệt là hạt nhựa PVC có tác động mạnh mẽ tới lợi nhuận của nhựa Bình Minh. Nhìn vào diễn biến giá hạt nhựa nguyên sinh giai đoạn 2020-2021 có thể thấy, sau khi chạm đáy vào quý 2 năm 2020, giá hạt nhựa nguyên sinh đã bật tăng liên tục kể từ quý 3 2020 và đạt đỉnh vào quý 1 năm 2022, thậm chí còn vượt xa mức đỉnh của giá PVC vào năm 2010. Bên cạnh công nghệ sản xuất hạt nhựa nguyên sinh từ than đá, vốn là lợi thế của Trung Quốc, thì hạt nhựa nguyên sinh một phần còn được sản xuất ra từ quy trình trưng cất phân đoạn dầu mỏ, được sử dụng chủ yếu tại Mỹ và các nước EU. Vì vậy, giá hạt nhựa nguyên sinh thế giới nhìn chung sẽ có diễn biến tương đồng với giá dầu thô và than cốc. Bên cạnh đó thì biến động giá hạt nhựa còn phụ thuộc vào tình trạng cung cầu trên thế giới. Kể từ giữa năm 2022 cho tới nay thì giá hạt nhựa nguyên sinh PVC có xu hướng giảm nhanh chóng do thứ nhất là nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc suy giảm khi thị trường bất động sản của nước này chững lại do chi phí hạt nhựa PVC trong hoạt động xây dựng tại quốc gia này thì chiếm hơn 60% và sản lượng tiêu thụ PVC tại Trung Quốc thì chiếm tới 50% sản lượng của cả thế giới. Yếu tố thứ hai đó là nguồn cung PVC tại Mỹ phục hồi. Hiện tại thì Mỹ là quốc gia xuất khẩu PVC lớn nhất thế giới. Trước đó thì giá hạt nhựa năm 2021 tăng vọt khi một số nhà sản xuất lớn của Mỹ tại Texas và Louisiana đã phải đóng cửa do cơn bão IDA càn quét và nhiều nhà máy tại EU phải bảo trì do dịch Covid. So sánh tương quan giữa biên lợi nhuận của BMP và giá hạt nhựa PVC thì có thể thấy rõ sự biến động ngược pha giữa hai yếu tố này. Hiện tại thì các doanh nghiệp sản xuất nhựa ở Việt Nam phụ thuộc khá nhiều về nguồn cung hạt nhựa nhập khẩu. Sản lượng sản xuất hạt nhựa PVC trong nước chỉ đến từ hai nhà sản xuất là hóa chất AGC và TPC Vina với tổng công suất khoảng 390.000 tấn sản phẩm một năm. Do đó là hàng năm, các doanh nghiệp nhựa Việt Nam vẫn phải nhập khẩu lên tới gần 700.000 tấn PVC để phục vụ nhu cầu. So sánh với các doanh nghiệp nhựa khác trong ngành thì BMP có lợi thế lớn về nguồn cung nguyên vật liệu do nhà cung cấp TPC Vina sở hữu gián tiếp BMP thông qua công ty con là Nawa Plastic. Bên cạnh đó thì SCG Thái Lan, công ty mẹ của Nawa Plastic hiện đang sở hữu 100% tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Hiện tại thì nhà máy hóa dầu Long Sơn có khả năng cung cấp khoảng 730.000 tấn hóa chất nguyên liệu cho phục vụ sản xuất nhựa PVC, khoảng 400.000 tấn để phục vụ sản xuất PP và 450.000 tấn HDPE. Nhờ lợi thế có quan hệ gần gũi với các công ty thành viên trong tập đoàn SCG nên BMP có thể sẽ được ưu tiên nhập nguồn nguyên vật liệu trong nước, qua đó thì sẽ làm giảm rủi ro về những biến động giá của nguồn nguyên liệu nhập khẩu. Về khâu sản xuất thì hiện tại Công suất các nhà máy của BMP đạt khoảng 150.000 tấn sản phẩm một năm, trong đó thì có khoảng 125.000 tấn nhựa PVC, còn lại là HDPE và PPR, tập trung chủ yếu tại ba nhà máy ở Bình Dương, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Bắc thì BMP có một nhà máy tại Hưng Yên. So sánh công suất hoạt động của một số doanh nghiệp trong ngành nhựa hiện tại thì công suất hoạt động của BMP đang đứng thứ hai thấp hơn vị trí của nhựa tiền phong ở vị trí đầu tiên với công suất hoạt động là khoảng 190.000 tấn một năm. Về đầu ra, thì so sánh thị phần của các doanh nghiệp nhựa hàng đầu Việt Nam thì nhựa Bình Minh hiện chiếm lĩnh hơn 40% thị phần phía Nam và khoảng 28% thị phần cả nước. Trong khi đó thì nhựa Tiến Phong đang chiếm khoảng 60% thị phần miền Bắc và khoảng 28,5% thị phần cả nước có nhỉnh hơn BMP. Đối với các doanh nghiệp bán buôn thì chính sách chiết khấu cho đại lý là yếu tố để cạnh tranh chính giữa các nhà cung cấp So với hai ông lớn trong ngành là nhựa tiền phong và nhựa bình minh, thì Hoa Sen đã gia tăng thị phần nhanh chóng trong mảng ống nhựa thời gian gần đây khi đưa ra một tỷ lệ chiết khấu tương đối hấp dẫn cho đại lý. Giống như nhựa bình minh, thì Hoa Sen cũng tập trung chủ yếu tại thị trường phía Nam với công suất hoạt động gần 100.000 tấn sản phẩm một năm. Trong khi giá bán niêm yết không quá chênh lệch, thì sản phẩm ống nhựa PVCU Hoa Sen áp dụng tỷ lệ chiết khấu cho đại lý 35 đến 40% cao hơn nhiều so với nhựa bình minh và nhựa tiền phong chỉ rơi vào khoảng 14 cho đến 15 1%. Với sản phẩm ống nhựa dân dụng cao cấp PPR thì tỷ lệ chiết khấu của hoa sen cho đại lý lại rơi vào khoảng 67% so với nhận tiền phong và nhận bình minh chỉ khoảng 50%. Nhìn qua biên lợi nhuận của hai ông lớn trong ngành thì so với nhựa tiền phong, biên lợi nhuận gộp của BMP luôn thấp hơn khoảng 3 cho tới 5 điểm phần trăm vì khác biệt trong cơ cấu sản phẩm. Đối với BMP thì dòng ống PVCU đóng góp trên 90% sản lượng tiêu thụ, còn khoảng 10% còn lại để dành cho HDPE và PPR. Trong khi đó thì các dòng ống nhựa có mức biên lợi nhuận gộp cao như là PPR hay là HDPE chiếm tỷ trọng khá lớn, khoảng 30% trong cơ cấu sản lượng tiêu thụ của nhựa tiền phong. Tuy nhiên, biên lợi nhuận dòng của BMP lại tốt hơn nhựa tiền phong rất nhiều do BMP kiểm soát chi phí bán hàng hiệu quả hơn so với nhựa tiến phong, giúp cho biên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của BMP cao hơn Nhật Tiến Phong. Cụ thể thì chi phí bán hàng trên doanh thu thuần của BMP thấp hơn Nhật Tiến Phong khoảng 5 cho tới 8 điểm phần trăm, chủ yếu là do BMP áp dụng mức chiết khấu thương mại thấp hơn Nhật Tiến Phong. Bên cạnh đó thì BMP cũng là doanh nghiệp quản lý chi phí hiệu quả dẫn đến biên lợi nhuận dòng tốt hơn. Về đánh giá của tôi về nhựa Bình Minh thì có hai điều cần lưu ý. Thứ nhất là trong ngắn hạn, nhựa Bình Minh sẽ được hưởng lợi nhờ mặt bằng giá hạt nhựa PVC duy trì ở mức thấp, giúp mở rộng biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. Tính từ đầu năm đến nay, giá hạt nhựa PVC giao ngay tại Trung Quốc đã giảm về mặt bằng giá thấp. Đầu năm 2020, đây cũng là lý do mà hỗ trợ cho yếu tố giá của nhựa Bình Minh trong thời gian gần đây. Về ý thứ hai thì đó là sự tăng trưởng của ngành nhựa xây dựng thì liên quan trực tiếp đến mức độ hồi phục của thị trường bất động sản. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng thì quý 1 năm 2023, số lượng dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới chỉ có 17 dự án tiếp tục suy giảm hơn 22% so với quý 4 năm 2022 và chỉ bằng khoảng 43,5% so với quý 1 năm 2022. Trong đó thì miền Bắc có 9 dự án, tại miền Trung thì có 5 dự án và miền Nam chỉ có vỏn vẹn là 3 dự án. Điều này cho thấy thị trường bất động sản vẫn còn nhiều vướng mắc, cho nên ngành nhựa xây dựng cũng sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn để hồi phục. Với việc BMP tập trung hoạt động kinh doanh tại thị trường miền Nam là chủ yếu thì những con số kể trên hiện tại vẫn đang chỉ ra khó khăn mà BMP cần phải đối mặt phía trước. Trên đây là toàn bộ những cập nhật của tôi về công ty cổ phần nhựa Bình Minh. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích cho quá trình đầu tư của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của Chứng khoán FPT để cập nhật thông tin mới nhất nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé.